Từ ngày 10 tháng 7 đến 26 tháng 7, đặt trước ngay Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 tại Hoàng Hà Mobile, quý khách hàng sẽ có cơ hội dinh về bộ quà tặng lên tới 12 triệu đồng, tặng phiếu mua hàng trị giá 5 triệu 600 nghìn đồng, thu cũ giá tốt nhất trợ giá lên tới 4 triệu đồng. Nhanh tay quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, mới gần đây bạn có thể đã đọc được thông tin rằng Việt Nam vừa đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng lên Liên Hợp Quốc. Vậy thì hành động này có khiến Trung Quốc lo lắng không? Việc đệ trình này có ý nghĩa gì? Mình sẽ cố gắng giải thích thật dễ hiểu, chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì ở Biển Đông có một phần lãnh thổ vô cùng quan trọng của Việt Nam. Điều đang nói là một số phần lãnh thổ của Việt Nam đang bị Trung Quốc và các nước đến tranh chấp và chiếm giữ trái phép. Vậy nên kiến thức về Biển Đông là rất quan trọng. Và cũng vậy nên ranh giới thềm lục địa mở rộng là một kiến thức quan trọng cần phải biết. Trước khi tìm hiểu xem tại sao Việt Nam lại phải đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng, thì hãy cùng tìm hiểu xem thềm lục địa mở rộng là gì các bạn nhé. Các bạn thấy rằng đất liền thì biên giới rõ ràng rồi, không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên ở ngoài biển, việc phân chia chủ quyền phức tạp hơn rất nhiều. Vì biển rất rộng, phần nào là biển của Việt Nam, phần nào là biển chung của cả quốc tế. Làm thế nào để phân chia, đây rõ ràng là một vấn đề phức tạp. Và vì vừa phức tạp lại vừa quan trọng, vì ngoài biển rất nhiều tài nguyên, trị giá cả nghìn tỷ đô. Nếu không phân chia rõ ràng thì các nước có thể vì tranh chấp lợi ích trên biển mà nhảy vào phang nhau vỡ đầu. Đặc biệt là các quốc gia gần nhau lại càng dễ xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp lợi ích. Bởi vậy mà tổ chức Liên Hợp Quốc, một tổ chức lớn nhất hành tinh, đã phải họp thống nhất và quyết định cách chia vùng biển sao cho hợp lý. Đó là căn cứ để các quốc gia xác định đâu là vùng biển của mình, đâu là vùng biển của nước khác, tránh trường hợp đêm tối và cần ra cầu trộm cá. Rồi thế thì tất cả các quốc gia đã cùng thống nhất đưa ra một bộ luật mang tính quốc tế gọi là Công ước về Luật Biển năm 1982. Đây là một văn bản quan trọng mà cả thế giới phải tuân theo, mà nếu không tuân theo thì có lẽ là cũng chẳng sao. Ví dụ một quốc gia bẩn bựa có thể dùng sức mạnh của mình để vi phạm luật biển, nhưng chẳng ai làm gì được họ vì Liên Hợp Quốc thì không có quân đội riêng để bắt một quốc gia phải thực hiện theo đúng luật của Liên Hợp Quốc. Nói vậy thôi, chứ muốn hòa bình thì cơ bản là hầu hết các nước vẫn phải tôn trọng luật biển của Liên Hợp Quốc. Thế thì nhìn vào hình các bạn sẽ thấy phần lãnh thổ trên biển sẽ được chia ra lấy đường cơ sở là căn cứ. Đây là cái đường cơ sở của Việt Nam, nó là đường màu đỏ siêu đậm. Bên trong đường cơ sở này là nội thủy, từ đường cơ sở ra 12 hải lý là lãnh hải, ra tiếp 12 hải lý nữa là vùng nước tiếp giáp lãnh hải, ngoài nữa là vùng đặc quyền kinh tế. Từ đường cơ sở ra ngoài 200 hải lý sẽ là phần thềm lục địa pháp lý. Có thể xem đây là chủ quyền chắc chắn của Việt Nam rồi. Thế còn chỗ nào là phần thềm lục địa mở rộng? Thì câu trả lời là nó sẽ được tính như thế này. Mà trước khi tìm hiểu về thềm lục địa mở rộng thì các bạn lại phải xem cái này đã. Bạn hãy chú ý vào cái phần gọi là rìa lục địa. Thì người ta quy định thế này, nếu cái rìa lục địa mà nó dài hơn 200 hải lý tính từ đường cơ sở, hay nói cách khác là rìa lục địa mà kéo dài hơn phần thềm lục địa pháp lý, thì các quốc gia còn được mở rộng thêm một phần thềm lục địa nữa, gọi là phần thềm lục địa mở rộng. Nhưng mà mở rộng bao nhiêu? Có thể kéo một phát từ châu Á sang châu Mỹ được không? Tất nhiên là không rồi. Người ta chỉ cho phép mở tối đa 350 hải lý tính từ đường cơ sở mà thôi. Như vậy hiểu đơn giản là phần thềm lục địa mở rộng là phần thềm lục địa được mở rộng nếu cái rìa lục địa nó dài ra hơn 200 hải lý. Rồi thế thì điều quan trọng là phần thềm lục địa mở rộng có quan trọng không? Tại sao Việt Nam phải đệ trình cái ranh giới thềm lục địa mở rộng? Thì trước hết là Việt Nam phải đệ trình cái ranh giới để Liên Hợp Quốc xem xét và có chấp thuận hay không theo điều 76 của Công ước về Luật Biển. Bởi như các bạn thấy là phần này rất rộng và nó chồng lấn với các nước xung quanh, nên nếu không được Liên Hợp Quốc chấp thuận thì rất dễ xảy ra tranh chấp với các nước xung quanh. Lần đầu tiên thì Việt Nam đệ trình là vào năm 2009. Bởi lúc đó Liên Hợp Quốc gia hạn là quốc gia nào muốn mở rộng thềm lục địa thì phải gửi đệ trình trước năm 2009. Sau năm đó thì không được tiếp nhận nữa. Lúc đó thì Việt Nam đã gửi đệ trình. Tuy nhiên đệ trình này bị Trung Quốc và Philippines phản đối nên không được xem xét. Và lần này Việt Nam sẽ tiếp tục gửi đệ trình lên Liên Hợp Quốc. Thế thì tại sao Việt Nam phải cố gắng mở rộng thềm lục địa? Thì câu trả lời là vì nó có nhiều lợi ích quan trọng. Bởi vì nếu trong phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở thì Việt Nam chắc chắn là có quyền thăm dò, khai thác tài nguyên, dầu khí. Điều đó thì không cần nói nữa. Nhưng mà bên ngoài khu vực 200 hải lý mà còn rất nhiều tài nguyên, dầu mỏ thì làm sao?
Đó mới là cái hay của thềm lục địa mở rộng, bởi lúc này Liên Hợp Quốc quy định rằng ở phần thềm lục địa mở rộng, Việt Nam cũng sẽ có quyền khai thác, và điều quan trọng hơn là nếu như Việt Nam có không khai thác để đó thì quốc gia khác cũng không được khai thác. Nếu họ muốn khai thác thì phải được sự đồng thuận của Việt Nam. Nói chung là mở rộng thềm lục địa, chúng ta sẽ mở rộng quyền kiểm soát với các tài sản ở dưới đáy biển. Nhưng mà liệu rằng dưới thềm lục địa có cái gì đáng giá hay không thì hãy xem. Đây là bản đồ mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phân lô để thăm dò và khai thác dầu khí. Như các bạn đang thấy là có một số lô đang nằm ngoài khu vực đặc quyền kinh tế, tức là nằm ngoài cái đường màu xanh, và ở đó có thể có rất nhiều dầu, bởi các bạn thấy là Trung Quốc cũng đôi khi đưa tàu thăm dò đến khu vực Trường Sa để thăm dò tài nguyên của chúng ta. Nhưng mà vấn đề là nếu như nó nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế thì Việt Nam có quyền được thăm dò và khai thác hay không? Câu trả lời là nếu như không được Liên Hợp Quốc công nhận là phần thềm lục địa mở rộng của Việt Nam thì Việt Nam sẽ khó mà được khai thác nếu không được các nước khác đồng ý. Như các bạn thấy ở lô 160 hay lô 136, nó đã nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế rồi, mà chỗ này thì lại đang chồng lấn với nơi mà Malaysia cũng tuyên bố thềm lục địa mở rộng, nên nếu không cẩn thận thì có thể xung đột. Bởi vậy, việc được Liên Hợp Quốc công nhận thềm lục địa mở rộng là rất quan trọng. Có một điều cũng thú vị mà Liên Hợp Quốc quy định liên quan đến thềm lục địa mở rộng, đó là nếu một cái hố dầu lớn nằm ở ranh giới thềm lục địa mở rộng của hai quốc gia thì hai nước phải thỏa thuận với nhau để thăm dò và khai thác. Tại sao lại như vậy? Thì các bạn cứ hình dung là giờ nhà bạn với nhà hàng xóm có cùng chung một cái mạch nước ngầm, ông hàng xóm vui vui, ông ấy mang thuốc sâu đổ xuống đấy thì bạn có còn ăn được cái nước đó không? Chắc chắn là không rồi. Hay ông ấy không bỏ thuốc sâu nhưng mà nước thì ít, mà ông ấy lại ở bên này cắm vòi hút lên tưới cả mấy hecta sầu riêng, đến nỗi cái mạch nước ngầm đó cạn sạch, nhà bạn không còn giọt nước nào mà dùng thì có được không? Chắc chắn là cũng không. Thế nên dù là giếng dầu có ở địa giới nhà mình nhưng nó lại cũng mở rộng sang cả địa giới nhà nước hàng xóm thì phải thỏa thuận chia nhau mà cùng khai thác chung. Chứ không thì có thể tiền lãi từ việc hút dầu lại không đủ tiền mua tên lửa để phóng tặng nhau. Sống với hàng xóm thì cứ phải hài hòa, khôn quá thì dễ đổi hàng xóm. Như vậy là chúng ta thấy việc mở rộng thềm lục địa là rất quan trọng. Mà thực ra thì thềm lục địa nó ở đấy rồi, nó thuộc về Việt Nam rồi. Nhưng mà cái chính là chúng ta phải được Liên Hợp Quốc xem xét và chấp thuận. Bởi nếu không thì các nước khác có thể phản đối khi chúng ta có các hoạt động khai thác. Hoặc là nếu chúng ta mà chưa khai thác thì nước ngoài có thể mang giàn khoan đến khai thác mà chúng ta lại không làm gì được. Vì nếu không phải phần thềm lục địa mở rộng của chúng ta mà nó là vùng biển quốc tế thì ai thích làm gì thì làm, Liên Hợp Quốc cũng không can thiệp được. Đó là lý do mà Việt Nam tiếp tục đệ trình với Liên Hợp Quốc và hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công. Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.